Một vòng đấu quan trọng của Ngoại hạng Anh vừa trôi qua với rất nhiều những diễn biến bất ngờ cả hai đầu bảng xếp hạng. Arsenal và Man City vẫn đang tạo ra cuộc đua sông mã cho chức vô địch, trong khi West Ham với chiến thắng quan trọng đã nhảy cách vài bậc để thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Song hành cùng với niềm vui là những nỗi buồn với các đội bóng còn lại của nhóm Big Six: Chelsea, Man United, Tottenham và Liverpool. Mỗi đội đều đang tồn tại những cơn đau đầu không dứt cho các huấn luyện viên. Đấy là trong trường hợp họ vẫn còn huấn luyện viên để mà đau đầu. Đây là The Locker Room. Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Rạng sáng nay, Graham Potter đã trở thành huấn luyện viên thứ 11 tại Ngoại hạng Anh bị mất việc, tạo ra một kỷ lục của giải đấu. Phép thuật của Potter không giúp cho The Blue ổn định trở lại, dù cho ông chủ Todd Bowley đã tặng cho một đống đũa phép lên đến 329 triệu euro vào mùa đông vừa qua. Graham Potter không đủ năng lực là một phần, nhưng những nhân sự hiện tại của Chelsea cũng đang không thực sự chơi hay như người ta kỳ vọng. Thất bại 0-2 trước Aston Villa mới đây trở thành giọt nước tràn ly, khiến ban lãnh đạo Chelsea không còn tin tưởng huấn luyện viên Graham Potter. Sau cuộc họp giữa các thành viên trong ban lãnh đạo, The Blue đi tới thống nhất sa thải chiến lược gia người Anh chỉ sau hơn 6 tháng làm việc cùng nhau. Có thể đổ lỗi cho sự kém cỏi trên ghế chỉ đạo của Graham Potter khiến Chelsea sa sút, nhưng cũng có những vấn đề khác và cả những nỗi khổ mà The Blue đã phải trải qua trong mùa giải này. Ông chủ Todd Bowley gây chấn động làng Túc Cầu khi bạo chi vào đầu năm 2023 với số tiền lên tới 329 triệu euro. Theo Transfermarkt, tổng cộng qua hai kỳ chuyển nhượng, The Blue đã vùng tới 611 triệu euro để đưa về 16 cầu thủ. Trong đó, bom tấn chấn động nhất là Enzo Fernandez khi Chelsea đã phải chi tới 121 triệu euro để sở hữu chữ ký của nhà vô địch World Cup. Xét cán cân tài chính về mua bán cầu thủ, mùa này Chelsea âm 544 triệu euro, một con số khổng lồ. Tuy nhiên, núi tiền Bowley bỏ ra hiện tại vẫn chưa mang về thành công cho đội chủ sân Stamford Bridge. Chuỗi kết quả tồi tệ cho thấy dường như Bowley tiêu tiền chưa đúng cách, việc mang về quá nhiều ngôi sao cùng một thời điểm đặt ra bài toán không dễ giải với sự ăn ý, thứ vốn chỉ hình thành sau thời gian dài gắn bó. Potter khi còn tại vị, ông bất lực xây dựng được lối chơi mong muốn với các thủ cũ của Chelsea, song cũng không thể gắn kết hàng loạt nhân tố đắt giá mới. Dứt điểm cũng là một vấn đề với Chelsea mùa này khi thực sự The Blue không sở hữu cho mình một chân sút nặng đổ, có thể kết thúc gọn gàng những tình huống tấn công kiểu như Erling Haaland. Thống kê cho thấy tại Ngoại hạng Anh mùa này, Chelsea đã tung ra tổng cộng 355 cú sút nhưng chỉ 29 trong số đó trở thành bàn thắng, chỉ hơn đúng một bàn so với thành tích cá nhân của một mình Haaland. Trung bình một trận The Blue chỉ ghi được xấp xỉ một bàn thắng, xếp thứ 13 tại Premier League. Trong số các tân binh, át hẳn người gây ra thất vọng nhiều nhất đối với ban lãnh đạo và cả các cộng viên của The Blue chính là Mikhailo Mudryk, mà ra mắt đầy triển vọng trong trận đấu gặp Liverpool tưởng chừng như sẽ giúp cầu thủ người Ukraine có được sự tự tin trong màu áo đội bóng mới, nhưng càng thi đấu anh lạng càng chỉ cho thấy sự thất vọng ngày một lớn dần. Trong trận đấu gần nhất gặp Aston Villa, Mudryk tiếp tục tô điểm cho sự yếu kém của mình bằng việc bỏ lỡ một cơ hội vàng 10 khi mà trước mặt anh chỉ còn lại thủ môn đội bạn. Cú sút của anh đi trúng vị trí của Emiliano Martinez và thậm chí thủ thành người Argentina chỉ cần cúi người là có thể ôm gọn bóng. Tổng cộng Modric đã bỏ lỡ 4 cơ hội ngon ăn có thể trở thành bàn thắng. Cựu tiền đạo của Chelsea Jimmy Floyd Hasselbaink đã chỉ trích Mikhailo Modric sau tình huống này. Ông nói với Sky Sports, đó thực sự là một cơ hội rõ ràng, nhưng tôi bất ngờ với cách xử lý của Modric. Cậu ấy đã chọn phương án xử lý tệ nhất. Đáng lẽ ra cậu ấy cần dẫn bóng thêm thay vì chọn cách dứt điểm. Cậu ấy có thời gian và cả không gian, nhưng lại xử lý quá vội. Tôi nghĩ Modric đã không tự tin để thực hiện một tình huống dẫn bóng. Cậu ấy sợ hậu vệ đối phương chạy về và thực hiện một tình huống áp sát. Đó không phải tình huống xử lý của một cầu thủ ở mức giá cao như vậy. Một đường kiến tạo là tất cả những gì cầu thủ chạy cánh người Ukraine làm được trong 7 trận khoác áo Chelsea tại Premier League. Khả năng được đánh giá cao nhất của Modric là những tình huống dê bóng qua người cũng không được anh thể hiện. Số lần qua người mỗi 90 phút của anh chỉ là 0,3. Kém xa so với những người đang ở top đầu như Saint-Maximin hay Karim Mitoma. Thậm chí ở chỉ số kể trên, Modric còn chẳng lọt nổi vào top 50 của giải đấu. Khả năng chuyền bóng của Modric quả thực cũng là rất đáng báo động. Ngoài đường kiến tạo trong trận gặp Leicester thì anh cũng không có thêm một lần tạo ra cơ hội ngon ăn nào khác cho các đồng đội. Số lần mở ra tình huống tấn công mỗi trận cũng chỉ là 0,3. Là một cầu thủ chạy cánh nhưng Modric cũng không thể đưa ra bất cứ một tình huống tạt bóng hay đưa bóng vào trong chính xác nào. Tiền bạc hay chữ ký của những ngôi sao là thứ không thể thiếu để mang đến thành công. Nhưng bóng đá là môn thể thao tập thể và tập hợp của nhiều ngôi sao chưa chắc là đội bóng mạnh. Nếu Chelsea không thể giải quyết vấn đề do chính mình tạo ra, họ sẽ lại rơi vào vòng luẩn quẩn, thay tướng bán sao như đã từng xảy ra trong quá khứ.
Chẳng phải đến trận thua 0-4 của Liverpool trước Man City, lữ đoàn đỏ mới bộc lộ những hạn chế của họ. Trông vẻ ngoài của Liverpool thật mạnh mẽ với nhiều ngôi sao đẳng cấp, nhưng bên trong cỗ máy này đang là những linh kiện xuống cấp dần theo thời gian. Chấn thương, tuổi tác và cả sự khốc liệt của Ngoại Anh đã khiến cho Liverpool từ một đội bóng cạnh tranh trước vô địch mùa trước trở thành đội đang tìm cửa vào top 4 mùa này. Hãy nói đến yếu tố khách quan đầu tiên, câu chuyện đồng tiền ảnh hưởng đến Liverpool như thế nào. Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng muốn hạnh phúc phải có tiền là chính xác những gì đang xảy ra đối với Liverpool ở mùa giải năm nay. Trong năm mùa giải gần nhất, Liverpool chỉ bỏ ra tổng cộng 500 triệu euro để làm dây đội hình, tức chưa bằng một năm chi tiêu của gã nhà giàu thành London, Chelsea. Cụ thể hơn, ngoại trừ ở giai đoạn mùa 2018-2019, The Kop luôn đội sổ về tổng chi tiêu so với các đối thủ còn lại trong nhóm Big Six. Bên cạnh vẻ ngoài được bao bọc bằng những tên tuổi đẳng cấp, thì phần bộ máy bên trong của The Kop ít nhiều đã bị bào mòn theo thời gian, đặc biệt là khi được đặt ở một triết lý vốn tiêu tốn nhiều thể lực như Jurgen Pressing của Jurgen Klopp. Việc bị sứt mẻ để rồi vụn vỡ là điều khó thể tránh khỏi. Bằng chứng là Liverpool đã có tổng số ca vắng mặt vì chấn thương nhiều nhất ở Ngoại Anh và bỏ xa đội xếp sau là Chelsea, theo thống kê tổng hợp từ Premier Injury và Transfermarkt. Điều tồi tệ nằm ở những cái tên thường xuyên vắng mặt lại là những cầu thủ được kỳ vọng sẽ là lực lượng nòng cốt trong chiến dịch năm nay như Luis Diaz, Naby Keita, Diogo Jota hay là Thiago Alcantara. Nói một cách dễ hiểu, thủ quân Jordan Henderson, cựu chiến binh Jermina, cặp trung vệ số 1 Virgil van Dijk và Joe Matip đều đã bước sang độ tuổi bên kia sườn dốc. Dù vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc dìu dắt những người đàn em, nhưng chắc chắn rằng phong độ của họ trong mỗi trận đấu sẽ là một dấu hỏi. Ngược lại, đồng ý rằng Liverpool đang sở hữu những tài năng trẻ chất lượng như Cody Gakpo, Stefan Bajcetic, Fabio Carvalho hay Harvey Elliott, nhưng với việc chỉ mới ở độ tuổi đôi mươi, đây nghiễm nhiên là những phương án trong tương lai khi mà họ đã thực sự tích lũy đủ kinh nghiệm trận mạc cũng như thấm nhuần với lối chơi của ông thầy người Đức. Khu vực được mổ xẻ đầu tiên chắc hẳn phải đến từ hàng tiền vệ đang cho thấy sự xuống sức. Phát biểu sau trận hòa 2-2 trước Wolverhampton, Klopp nhấn mạnh: "Thành thật mà nói thì trong suốt cả trận đấu chúng tôi không giành đủ lợi thế trong các pha tranh chấp. Họ đã thắng tranh chấp và các khoảng trống đã mở ra. Khi bạn bước lên, lao vào các cuộc đấu tay đôi, nếu bạn thất bại và để họ thoát ra, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ." Quả thật, hình ảnh các chiến binh tinh nhuệ vốn thi đấu hừng hực khí thế dưới triều đại rực lửa của Jurgen Klopp đã biến mất. Đây là mùa giải đầu tiên Liverpool có thống kê thắng tranh chấp thấp đến mức kỷ lục. Kể đến, hàng phòng ngự của Liverpool đang mắc quá nhiều sai lầm. Để có cái nhìn cụ thể hơn, chúng ta hãy nhìn qua từng vị trí trong khu vực phòng tuyến của đội bóng vùng Merseyside. Có thể thấy sự thiếu ổn định đến từ tất cả những cái tên mà ông có trong tay, đến cả những gương mặt đáng tin cậy như Van Dijk hay Matip, đều cho thấy phong độ tụt dốc khi thường xuyên mắc sai lầm. Nếu hàng tiền vệ đang trở nên thiếu sức sống cùng khả năng tranh chấp yếu kém, hàng phòng ngự lại phơi bày những khoảnh khắc hớ hình, thì trên hàng tấn công, Liverpool chẳng khá khẩm hơn là bao. Theo thống kê, cặp tiền đạo được kỳ vọng nhất của lữ đoàn đỏ là Mohamed Salah và Darwin Núñez nằm trong top 10 chân sút bỏ lỡ cơ hội lớn nhiều nhất Ngoại Anh mùa này. Trong khi Darwin Núñez 17 lần không thể tận dụng cơ hội từ đồng đội, thì con số này của Salah cũng lên đến 13. Và đó là tất cả những vấn đề mà Liverpool đã và đang phải đối mặt trong suốt mùa giải năm nay. Những bản hợp đồng mới, một cuộc đại phẫu tại Anfield sẽ là những thứ được bàn đến sau khi mùa giải khép lại. Còn bây giờ, vị chiến lược gia đại tài người Đức vẫn phải tự thân giải quyết từng bài toán để xoay chuyển cục diện trên bảng xếp hạng. Man United vừa thất bại trong trận cầu 6 điểm với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Newcastle. Chính xác là kể từ khi vô địch Carabao Cup đến giờ, Quỷ Đỏ không một lần ghi bàn vào lưới các đối thủ tại Ngoại Anh. Sự tệ hại trong khâu ghi bàn được thể hiện bằng việc tiền đạo đá cắm của họ chỉ có đúng 10 lần chạm bóng khi đối đầu với Trích Trẻ. Đó chỉ là một trong số rất nhiều vấn đề mà Quỷ Đỏ đang gặp phải, khiến nhiều cổ động viên của họ lo ngại liệu tháng 4 có phải là lời nói dối của Erik ten Hag. Đội bóng tiếp theo cần phải suy xét lại trong khoảng thời gian vừa qua là Manchester United. Tính cả trận thua Newcastle đêm qua, đã một tháng này, Man United chưa thể tìm thấy mảnh lưới của đối phương tại đấu trường Ngoại Anh. Tất nhiên, hiệu suất ghi bàn kém cỏi tại giải quốc nội sẽ là yếu tố được mổ xẻ đầu tiên. Lấy trận đấu đêm qua là một ví dụ, mặc dù vẫn giành được quyền kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng Man United chỉ có 6 cú sút về phía khung thành đội chủ nhà và chỉ một trong số đó đi trúng đích. Đáng nói, trong suốt 62 phút trên sân, trung phong chủ lực Wolves có đúng 10 lần chạm bóng, qua đó tạo ra một cú dứt điểm và rồi hoàn toàn mờ nhạt. Đây không phải là lần đầu tiên chân sút người Hà Lan tỏ ra chật vật khi được Erik ten Hag tin tưởng. Trong 44 phút trước Southampton vòng đấu trước đó, Wolves cũng sở hữu thống kê tương tự. Một cái tên khác cần được nhắm đến là Marcus Rashford. Mặc dù vẫn nổ súng đều đặn cho Manchester United trên nhiều đấu trường, nhưng ở riêng Ngoại Anh, Rashford đang tỏ ra chật vật.
Trong 3 trận gần nhất trong khuôn khổ giải đấu cao nhất nước Anh, tiền đạo sinh năm 1997 lần lượt nhận về điểm số 6,1, 6,3 và 6,1 từ hệ thống chấm điểm của SofaScore, bỏ lỡ 3 cơ hội ngon ăn và không có lấy một kỳ pass nào. Rõ ràng với tham vọng trở lại với vị thế của một ông lớn, Manchester United chẳng thể mãi trông chờ vào những tình huống tỏa sáng của Marcus Rashford, để đến khi chân sút người Anh dần bị phong tỏa thì sức tấn công của cả đội cũng bị ảnh hưởng. Vấn đề thứ hai có lẽ đến từ sự nhớ nhung cặp tiền vệ Christian Eriksen và Casemiro. Nói như thế sở dĩ là vì không có sự hiện diện của tiền vệ người Đan Mạch, các thông số cho thấy Man United đang không dám mạo hiểm, kiểm soát bóng và chơi cao hơn. Số đường truyền được thực hiện bên phần sân đối phương của Eriksen là 25,4 mỗi 90 phút, vượt trội hơn hoàn toàn so với người đồng đội Sabitzer với chỉ 14,3 mỗi trận. Do đó, việc tìm được sợi dây liên kết với các cầu thủ tuyến trên trở nên khó khăn hơn. Điều này đồng nghĩa gánh nặng về khối lượng công việc trên vai Bruno Fernandes là quá lớn. Vì vậy, ở những trận cầu mà tiền vệ người Bồ Đào Nha bị thua thiệt so với đối thủ ở phía bên kia, trường hợp lần này là Bruno Guimarães, thì Manchester United bộc lộ rõ việc thiếu đi chất xám trong những tình huống lên bóng. Ngoài ra, huấn luyện viên Erik ten Hag cũng không có quá nhiều lựa chọn trên bàn ghế dự bị. Nói cách khác, Man United đang thiếu đi những mẫu cầu thủ có thể bước vào sân và đảm nhận trọng trách tạo ra sự khác biệt. Tất cả các yếu tố nói trên phần lớn đến từ việc vị chiến lược gia người Hà Lan chưa có trong tay một lực lượng đủ dày, đủ đồng đều để bước vào những chặng đua tourmalet cuối mùa giải, đặc biệt là trong bối cảnh họ vẫn đang phải căng sức thi đấu trên cả 4 đấu trường như mùa giải năm nay. Vì vậy, đây có thể là vấn đề sẽ được giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2023, nơi Erik ten Hag tiếp tục được bơm tiền mua sắm những tân binh chất lượng. Còn bây giờ, nhiệm vụ của ông sẽ là đảm bảo một chiếc vé tham dự Champions League vào mùa sau. Giống như Chelsea, Spurs đã thay thế huấn luyện viên trưởng trong thời gian gần đây. Những gì Conte từng chỉ trích các học trò không hề nói quá. Người ta không còn nhận ra hình bóng của vua phá lưới Son Heung-min ở mùa trước hay sự chắc chắn từ người đội trưởng Hugo Lloris. Phải đến đêm nay chúng ta mới kiểm chứng liệu Spurs có thay tướng đổi vận hay không. Nhưng một vị huấn luyện viên tạm quyền chưa chắc đã là giải pháp để hàn gắn những lỗ hổng đang tồn tại ở đội bóng này. Với Tottenham Hotspur, gà trống không chỉ gặp vấn đề mùa giải năm nay, mà sự bất ổn đó đã tồn tại từ mùa giải này qua mùa giải khác. Đầu tiên là vấn đề về công tác chuyển nhượng. Tottenham thực tế không phải là một bóng thiếu tiền và ngại đầu tư, nhưng cách dùng tiền của Spurs đang thực sự gặp vấn đề. Hãy nhìn vào những bản hợp đồng đáng chú ý và tiêu tốn nhiều tiền của gà trống ở mùa giải năm nay. Chúng ta có hai cái tên là Richarlison, Bissouma, và cả hai đều đang thể hiện bộ mặt đáng thất vọng tại Premier League. Chính chủ tịch Daniel Levy thừa nhận mọi thứ đang diễn ra không đúng với kỳ vọng, nhất là sau hơn 170 triệu bảng chi cho các tân binh, bao gồm bản hợp đồng 60 triệu bảng mua Richarlison, 30 triệu bảng cho Bissouma cũng như mượn thêm 3 ngôi sao trong hai kỳ chuyển nhượng. Không chỉ gặp vấn đề về những tân binh mà một vài vị trí trụ cột của Tottenham cũng sướng sức trông thấy. Dễ dàng nhận biết nhất chính là phong độ của Son Heung-min mùa giải này. Chúng ta luôn được biết một Tottenham với cặp đôi Kane và Son đã làm khổ không biết bao nhiêu hàng phòng ngự của EPL. Nhưng sau 26 trận ở ngoại hạng, tiền đạo người Hàn Quốc mới chỉ có cho mình 6 bàn thắng cùng 4 kiến tạo. Đây là một thành tích kém hơn nhiều so với chính Anh ở mùa giải năm ngoái, khi mà chỉ vài tháng trước, Son Heung-min còn kết thúc mùa giải với danh hiệu đồng vua phá lưới Premier League. So sánh thông số hiện tại của Son với mùa trước để thấy anh sa sút thế này. Với tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn 27%, Son là chân sút hiệu quả nhất trong top 10 ghi bàn ở Premier League mùa trước. Còn hiện tại tỷ lệ chuyển hóa 8% là con số quá tệ, thấp nhất sự nghiệp của tuyển thủ Hàn Quốc. Một cầu thủ nữa cũng đang có phong độ tụt dốc ở mùa giải năm nay là đội trưởng họ, thủ thành Hugo Lloris. Thủ môn người Pháp đang dẫn đầu danh sách những người gác đền mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua nhiều nhất ở ngoại hạng Anh. Và việc Lloris dính chấn thương nặng phải nghỉ thi đấu dài hạn còn trở thành tin vui với nhiều người hâm mộ của Spurs. Hàng thủ của đội bóng đến từ London mùa giải năm nay cũng là tương đối tệ hại, dù được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên nổi tiếng, thực dụng như là Conte. Nhưng Spurs vẫn để thủng lưới đến 40 bàn, nhiều nhất trong top 10 Premier League tính đến thời điểm hiện tại. Tiếp đến là vấn đề về phòng thay đồ của đội chủ sân Tottenham Stadium. Không phải ngẫu nhiên mà những huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm như Mourinho hay Conte đều không gặt hái được thành công nào khi dẫn dắt Spurs. Ở Tottenham, các cầu thủ không bao giờ cảm thấy họ cần phải cố gắng hết sức để giành chiến thắng. Chính Conte đã không thể chịu được thái độ hời hợt ấy, và vị huấn luyện viên cá tính này không ngần ngại chỉ ra hết những sự thật về một Tottenham với văn hóa thua cuộc. Họ không chơi vì những thứ quan trọng, đúng vậy, họ không muốn chơi dưới áp lực hay sự căng thẳng, họ chọn cách dễ dàng. Lịch sử của Tottenham là như thế, những người chủ hiện tại có mặt ở đây đã 20 năm và câu lạc bộ này chưa thắng bất kỳ điều gì. Tại sao thế? Lỗi không chỉ ở câu lạc bộ hay mọi huấn luyện viên từng làm việc ở đây, các huấn luyện viên mạo hiểm danh tiếng của họ để bảo vệ tình hình trong mọi hoàn cảnh. Cho tới lúc này tôi cố gắng che giấu tình hình, nhưng hiện tại thì không, bởi vì tôi nhắc lại rằng tôi không muốn nhìn thấy những gì tôi đã thấy ngày hôm nay.
Điều gì sẽ chờ đợi 4 trên 6 đội bóng thuộc nhóm Big Six trong phần còn lại của mùa giải? Tất nhiên chưa đến mức không thể cứu vãn vì mỗi đội vẫn còn những mục tiêu của riêng mình. Liverpool, Manchester United đang cần tìm sự ổn định trở lại trong cuộc đua top 4. Chelsea cần một nguồn động lực mới để duy trì thói quen cứ thay tướng giữa mùa là vô địch Champions League. Còn với Spurs là một thuyền trưởng có khả năng vực dậy tinh thần vốn đang rệu rã của toàn đội. Họ cần giải quyết những vấn đề này trong thời gian sớm nhất vì mùa giải chỉ còn một tháng nữa là khép lại. Với Manchester United, trận thua trước Newcastle chưa phải là thảm họa. Với đoàn quân huấn luyện viên Erik ten Hag, tại Premier League, Manchester United vẫn nằm trong top 4 và còn nguyên cơ hội cạnh tranh cho một tấm vé tới với UEFA Champions League mùa giải năm sau. Chưa kể họ vẫn còn cơ hội để vô địch thêm hai giải đấu nữa. Đầu tiên là FA Cup khi họ đã vào tới bán kết, thứ hai là Europa League khi Quỷ Đỏ cũng đã đạt được một chân vào tứ kết. Muốn đạt được mục tiêu đã đề ra, Man United cần vượt qua lịch thi đấu rất dày phía trước. Cùng với đó là chờ đợi sự trở lại của cầu thủ có thể nói là quan trọng bậc nhất với Man United lúc này, Casemiro, sau án treo giò bởi thẻ phạt. Sự có mặt của tiền vệ người Brazil sẽ giúp đội chủ sân Old Trafford cải thiện hơn rất nhiều về mặt lối chơi. Tottenham là đội đang bám đuổi Manchester United sát sao nhất. Spurs đã bị loại khỏi tất cả các giải đấu cúp và mục tiêu duy nhất còn lại của họ từ giờ cho đến cuối mùa là một vị trí nằm trong top 4. Dẫu vậy, họ đang chơi nhiều hơn Man United và Newcastle một trận. Thế nên trong 10 trận đấu còn lại, Tottenham không được quyền đánh rơi thêm những điểm số quan trọng. Việc Spurs cần ưu tiên ở thời điểm hiện tại là nhanh chóng ổn định phòng thay đồ sau sự ra đi của huấn luyện viên Antonio Conte. Họ cần một vị thuyền trưởng mới để dẫn dắt con tàu đang bấp bênh này hoàn thành mùa giải với tấm vé dự UEFA Champions League. Liverpool cũng ở trong hoàn cảnh tương tự với Tottenham, nhưng tình thế của The Kop là khó khăn hơn rất nhiều. Lữ đoàn đỏ đang cách top 4 7 điểm và cơ hội để họ đến với sân chơi số 1 châu Âu ngày càng xa dần. Liverpool có một tháng tư đầy giông bão khi họ lần lượt phải đối đầu với ba ông lớn thuộc Big Six là Man City, Chelsea và Arsenal vì đã để thua trước The Citizen. Nếu họ không thể có điểm trước Chelsea và Arsenal, gần như giấc mơ Champions League sẽ kết thúc với The Kop. Tin vui cho huấn luyện viên Jurgen Klopp là ông đang chuẩn bị chào đón sự trở lại của hai cầu thủ rất quan trọng, hứa hẹn sẽ đóng góp nhiều vào mặt thành tích của họ trong thời gian sắp tới, Luis Diaz và Thiago Alcantara. Sự trở lại kịp thời của hai cái tên này trong chặng đua nước rút hoàn toàn có thể giúp thứ hạng trên bảng xếp hạng của Liverpool được cải thiện và giấc mơ hướng đến Champions League không còn là một điều viển vông. Chỉ có duy nhất Chelsea là đã kết thúc cuộc đua đến với top 4 mùa giải này, dù họ có thắng tất cả những trận đấu còn lại. Vậy nên đấu trường mà họ cần tập trung lúc này là UEFA Champions League. Nếu giành chức vô địch, The Blue nghiễm nhiên có mặt tại giải đấu cấp câu lạc bộ cao nhất của châu Âu. Tuy nhiên, để vượt qua Real Madrid không phải là điều dễ dàng với bất cứ đội bóng nào. Los Blancos có thể trồi sụt tại La Liga, nhưng tại Champions League, họ là nhà vua. Là đội bóng có DNA của nhà vô địch, muốn vượt qua chướng ngại khổng lồ này. Trước tiên, Chelsea cần tìm cho mình một huấn luyện viên mới đủ đẳng cấp để nắm trong tay những ngôi sao đang đánh mất sự tự tin tại Stamford Bridge. Hơn nữa, với truyền thống cứ thay huấn luyện viên là vô địch Champions League, Chelsea hoàn toàn đủ khả năng để tạo nên những bất ngờ ở mùa giải năm nay. Tháng 4 giông bão đang chờ đợi các đội bóng của nhóm Big Six. Hãy cùng chờ xem 4 đội bóng kể trên sẽ giải quyết những khó khăn của họ như thế nào. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với The Locker Room. Xin chào và hẹn gặp lại.